Hello, xin các bạn quay trở lại kênh của Rỗi 2P nha. Và hôm nay tiếp tục với series Riva thì chúng ta đang có quả nick ở đây với cái tên là Crude Cat KK nha mọi người. Và liệu quả nick này sẽ có gì thú vị như những quả nick khác đã từng xuất hiện trong series này? Chúng ta hãy cùng bước vào luôn nhé. Đầu tiên đó là về điểm sức mạnh đi. Hiện tại cái nick Cat KK của chúng ta có sức mạnh đó là hơn 55 triệu pound mà thôi các bạn. Nhưng mà điểm tiêu diệt đây lên tới là 2 tỷ mốt nha. Và khi mình ấn vào đây mình khá là ấn tượng với chất lượng của cái điểm tiêu diệt này. Khi mà bạn tiêu diệt lên tới là 146 triệu T4, gần 147 triệu rồi. Và đây là hơn 32 triệu QT5, cực kỳ cao nha các bạn. Điểm tiêu diệt 2 tỷ mốt là một con số rất là khó để các bạn có thể đạt được luôn. Bạn nào đã từng đánh nhau KVK là các bạn sẽ hiểu điều này. ID của nick thì hiện tại đang là 4192-3178 nha. Đây là một nick khá là cũ rồi, chờ cũng phải hơn 2 năm rưỡi các bạn. Và nền văn minh ở đây thì bạn đang sử dụng là Ottoman. Ottoman thì có thể nói là quốc gia gọi là ngon nhất để các bạn đánh cung rồi, khi mà cả ba chỉ số đều cộng cho cung hết. Và thực ra khi các bạn cầm Ottoman ấy thì cái tốc độ hành quân cũng như là cái thiệt hại kỹ năng này thì cả bộ và kỵ đều xài được. Đó còn cung thì sẽ được thêm 5% máu. Nên là Ottoman là một quốc gia đánh đồng cực kỳ ngon nha các bạn. Phần thông tin thêm đấy các bạn có thể thấy đó là cái nick của chúng ta hiện tại sức mạnh tối đa còn chưa được 60 triệu các bạn, mới được có là 59 triệu 965 ngàn thôi. Thu thập tài nguyên thì 15 tỷ rưỡi rồi, hỗ trợ tài nguyên thì 1 tỷ 6. Ở đây thì bạn cũng đã chết lên tới là 9 triệu 800 ngàn lính nhá. Đó, và ở đây mình có thấy album hình thì đang khoe một số cái gì đó, mình sẽ xem luôn. Đầu tiên đó là một cái skin nhà thiên đỉnh. Wow, ăn được skin nhà thiên đỉnh rồi các bạn. Và đây chúng ta có cung ta lần giống đội 2P luôn. Bên này tiếp tục là một cái skin nhà diệt phi, xếp hạng cá nhân top 2 ở map K3 các bạn, rất là ấn tượng nha. Ở đây bạn được thêm 30 chọc vàng nữa. Và cuối cùng ở đây là bạn chụp một cái gì đó về con Tomirit 5155. Đúng, tiếp tục là con Tomirit Mapping các bạn. Cấp VIP thì hiện tại bạn mới chỉ cấp VIP 14 thôi, và số ngày đăng nhập liên tục là tròn 900 ngày luôn. Như vậy là bạn cũng không lên VIP 15 và đánh VIP 14 nha. Và thực ra nếu các bạn để ý thì cái nick 55 triệu pound này khả năng cao mình nghĩ là cũng chưa có nhiều T5 đâu, có lẽ là sẽ đánh T4 các bạn ạ. Rồi, đây là cái nhà nghiên cứu này, mình sẽ xem luôn về quân sự nhá. Quân sự thì ở đây mình sẽ xem, bạn đã mở khóa hai đường T5, đó là T5 kỵ và T5 cung nha. Tuy nhiên thì T5 cung bạn nâng xong rồi, còn kỵ ở đây bạn chưa nâng. Thực ra thì tăng tốc này cũng không nhiều, có lẽ là bạn đang muốn chờ để đua thiên đỉnh thêm một lần nữa chăng. Đó, và nãy chúng ta thấy bạn đã có hai cái skin nhà huyền thoại rồi, thì mình sẽ soi luôn ở trong nhà. Thì cái bố cục thành phố này thì mình thấy nó cũng hơi hỗn loạn các bạn, không biết là dựa trên cái trường phái gì đây. Còn ở trong skin nhà thì ở đây mình sẽ có ít nhất là hai cái nhà huyền thoại rồi đấy. Ở đây là một cái nhà thành phố đóng băng này, một nhà diệt phi. Mình sẽ xem là cái nhà skin nhà huyền thoại pháo đài trên đảo. Đây, thiệt hại kỹ năng 5%, sát thương quân man rợ thêm 5% nữa, cực kỳ ngon các bạn. Cái này thì ngon giống như nhà K1, tuy nhiên sẽ tốt hơn cho những bạn mà xài bộ binh. Khi mà nhà K1 các bạn sẽ bị trừ đi 10% tấn công bộ, trong khi thì cái nhà pháo đài trên đảo này các bạn sẽ trừ đi 10% tấn công kỵ nha, cực kỳ ngon các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta xem về lính đi. Lính hiện tại bạn có là 2 triệu 3 lính, và ở đây thì bạn xài cho mình đó là 500.000 T5 cung. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy là T4 cung cũng 700.000 này. Bộ thì chỉ có gần 270.000 T4 thôi, còn kỵ thì hơn 300.000 T4 kỵ. Như vậy là rõ ràng là bạn sẽ đánh T4 nhiều hơn nha. Tầm này chỉ mang được khoảng 2 đạo T5 thôi. Thậm chí nếu mà bạn cắn bút 50% ấy thì chỉ được một đạo T5. Rồi còn lại là một đạo T5 kẹp T4, còn lại là T4 nha. Và mình cũng rất là muốn xem là hiện tại là cái bạn Cat KK của chúng ta đang ở Kingdom nào nha. Ở đây thì mình thấy hình như là map K3 các bạn. Đúng rồi, như vậy là bạn đang đánh map KVK3. Tuy nhiên ở đây thì nó lại không hiện lên cái vương quốc mà bạn đang ở nhá. Nhưng mà chắc chắn là nick này đang KVK3 rồi. Đấy cũng lý giải cho cái việc là tại sao mà bạn này lại có nhiều QT4 đến như vậy. Như vậy là bạn Cat KK của chúng ta đang ở Kingdom là 2417 nhá. Tức là cũng hay đánh K2, K3 ấy. Với cái việc mà bạn giữ ở cái mức 55 triệu pound thì nó giúp cho bạn tiết kiệm vé bay rất là nhiều. Đây là cái dàn R4, R5 này. Uầy, có một ông 138 triệu pound ạ. Trông khá là chất lượng nhá. Ở đây thì mình sẽ soi luôn về cái liên minh đi. Có một người chơi khúc đại bác này, mình sẽ xem về xếp hạng đi, sức mạnh cá nhân. Hiện tại thì nick của chúng ta tận top 17-17. Còn top 1 đang là ông Sai Bê Óc này, 138 triệu pound. Top 2 hạo là 99 triệu. Có vẻ là một Kingdom Việt Nam các bạn ạ. Cỗ máy giết người, hiện tại top 1 đó là một người chơi IM Senchi 43. Điểm tiêu diệt 5 tỷ 2. Và cái nick của chúng ta tuy pound khá là thấp nhưng mà cũng kill ở top 9 nha, 2 tỷ 1. Thật sự là kinh khủng luôn các bạn ạ. Tuy nhiên ấy, khi mà những cái nick như thế này mà bay về K2, K3 đánh thì họ sẽ có lợi thế rất là lớn. Đó là về tướng cũng như là về tăng tốc nha. Thì hiện tại mình sẽ xem về tướng trước đi. Rồi, đầu tiên đây chúng ta có là quốc tướng Di Song Di Max Q luôn. Chúng ta có bên này là Tào Tháo 5454. CM 5545 các bạn, gần max CM rồi. Như vậy cũng chưa max, tuy nhiên thì 5545 đã quá ổn đánh open field rồi. Cũng mặc một set tím thôi. Chúng ta có El Cid ở đây là 5552 cấp 60 luôn. Cũng dùng để đánh được nha các bạn.
Có Saladin 5551, mặc ở đây là tím kẹp la. Chưa thấy một món cam nào luôn. Đây, vừa nói chưa có một món cam nào thì con AE này mặc full một set cam. Tuy nhiên set cam này thì lại ta lần cung nha. Đó, AE nếu mà các bạn mặc full set cam như thế này mà các bạn kẹp với gì xong gì, xong đánh kiểu AE, Big Chup kẹp với gì, cầm nhiều cung, rất là mạnh nha các bạn. Tuy nhiên thì đánh cái phần fill hơi mỏng một tí. Ở đây thì bạn có thêm một con Edward Max Skill nữa. Như vậy đây là một nick có thể nói là rất đam mê cung các bạn. Vâng, mặc full một set tím ta lần luôn. Còn đây chúng ta có là Nebuchadnezzar Max này, nhưng mà đang bị khóa do là bay về map K2K3. Chúng ta có ở đây là Honda 5511, Richard 5211 cấp 50, Frederick thì 5525 khá là ngon. Khi mà các bạn max skill 4 này các bạn sẽ được mang thêm 15% lính nữa. Đây chúng ta có là Khan Béo này 5232, Alex thì 3131. Alex thì bỏ các bạn, ba con tướng farm cao thì mắc hết rồi này. Con Santin thì sao? Con Santin thì 2111, Mehmet 5513, Tomirit mắc các bạn. Như vậy là hồi nãy mình có thể thấy là bạn đã có một con Tomirit là 5155 rồi. Đấy, nhưng mà hiện tại bạn vẫn quyết định là nâng mắc Tomirit luôn. Thực ra thì nâng mắc Tomirit thì các bạn sẽ có thêm cái khả năng rally là mạnh thôi. Nếu mà là mình thì mình sẽ không nâng mắc đâu, nhưng mà bạn quyết định là mắc luôn. Rất là đam mê cung các bạn. Chúng ta có là Mộc Lan 5322, Quan Vũ thì khóa rồi. Lại là mấy con tướng cam chưa mắc với mấy con tướng tím thôi các bạn. Mình sẽ không quan tâm đến tướng tím lắm, bởi vì một nick cũ này thì đa số là sẽ đánh tướng cam thôi. Rồi, mình sẽ xem về hòm đồ. Hiện tại là điểm VIP khá là nhiều điểm VIP nha, nhưng mà game thì không có các bạn ạ. Tài nguyên thì cũng còn nhiều đấy. Ở ngoài nếu các bạn để ý thì nick này cũng đang còn khoảng hơn 500 triệu tài nguyên nữa. Còn trong túi cũng còn khá khá nha, cũng đủ để đánh một kỳ KVK3. Ở mục tăng tốc này, tăng tốc xây dựng cũng còn khá khá, tăng tốc huấn luyện ít, tăng tốc nghiên cứu nhiều nha. Như mình đã nói rồi, nick này đang còn rất nhiều đường T5 chưa nâng. Nếu mà tận dụng nâng T5 vào đợt thiên đỉnh sắp tới có thể sẽ ăn được nha. Nhưng mà tăng tốc chung này thì ít quá các bạn. Cái việc mà bạn này đánh nhau nhiều ấy khiến cho cái tăng tốc chữa thương rất là ít. Nên là bạn phải dùng tăng tốc chung để chữa lính nha. Mình nghĩ là nếu mà các bạn muốn có hơn 2 tỷ Q không thể nào mà các bạn đánh chỉ xài tăng tốc chữa thương đâu. Các bạn bắt buộc phải xài cả tăng tốc chung để chữa lính nữa. Ở tăng mạnh ở đây chúng ta có mấy cái tăng quân này. Ở đây bạn có là 3 cái tấn công 10%, 7 cái phòng thủ 10% và 7 cái mở rộng đội quân 50%, dư xăng đánh KVK tiếp nha. Ở mục thiết bị hiện tại bạn có là 220 cái vật liệu tím, nhiều thế. Còn dưới này chúng ta có là trang bị cam này, bản vẽ các thứ. Trang bị cam hiện tại bạn có là 1 2 3 4 5 6 7, 7 món mà đã có 2 món ta lần rồi. Đấy thì bạn có nhờ mình tinh luyện luôn, nên là lát mình sẽ tinh luyện cho bạn luôn, test nhân phẩm luôn các bạn. Dưới này thì là đồ tím thôi. Rõ ràng là bạn này tập trung rất nhiều về đồ cung nha. Một người chơi đam mê cung thủ của bạn, các nick chơi cung là có thể là hiếm nhất luôn đấy. Nhiều nhất là chơi bộ, sau đó là chơi kỵ và cuối cùng là chơi cung nha. Còn chuyên xe chắc chỉ có dị nhân đào game mới chơi được các bạn ạ. Rồi, dưới này là mảnh bản vẽ các thứ này, cũng không có gì nhiều lắm đâu. Vật liệu này, pha lê biểu trưng còn một cục. Ở mục khác, thì hiện tại thì chúng ta có đây là rương phép thuật này. Rồi vòng xương người lô ha, 142 rương nữ hoàng chiến binh, mình sẽ mở luôn. Vâng, 6 chọc tím, không có gì bất ngờ các bạn. Ở đây bạn có là 100 cái rương cung cấp thập tự chinh. Cái rương này là cái rương các bạn góp ở giai đoạn ở sau khi các bạn hoàn thành cái pháo đài thập tự chinh nha. Đây là rương ở giai đoạn 3. Rồi mình sẽ mở luôn 100 rương. Cái rương này sẽ cung cấp cho các bạn rất là nhiều AP nha. Đấy các bạn thấy đấy này, 10 bình 500 AP, 8 bình 1000 AP và một ít gem. Cái rương này mình thấy cung cấp rất là nhiều AP cũng như là cái tăng tốc nghiên cứu nha. Một cái rương rất là ngon. Ở đây thì bạn đã thủ sẵn thêm 30 cái vé bay rồi. Cái nick này mình nghĩ là sẽ tiếp tục bay thêm về K2, K3 đánh đấy. Mình nghĩ là cái chiến thuật của bạn này sẽ là như vậy nha. Dù sao thì mỗi người sẽ có một cái chiến thuật để các bạn chơi game làm sao mà nó mạnh nhất cũng như là hài lòng nhất nha. Ở đây thì bạn có tới là 1 triệu 9 cái tiền từ hẻm núi đã mất ạ. Ôi sao nhiều thế nhở, bạn này không định sử dụng sao? Thế này là mấy cái sừng nhìn nhà thư thôi. Ở đây còn dư 805 chọc vàng này. Đó, đánh K2, K3 nhiều thì các bạn đâu còn nhiều tướng để mắc đâu. Cứ tích chọc vàng sau đấy thì qua map chinh phạt ấy. Các bạn bắt đầu dùng cái chọc vàng này để mắc mấy con tướng chinh phạt sau. Đây là mấy con tượng tướng bạn chưa xài tới này. Dưới này là bảo tàng, mới chỉ có 2 cái bảo tàng thôi. Còn đây là về gói nạp thì ở đây bạn nạp ít nha các bạn. Nick này là một nick nạp ít đấy. Khi mà các bạn đang còn cái nhiệm vụ đường đến vinh quang này thì chắc chắn sẽ là một nick không có nạp nhiều đâu. Thậm chí là game tháng cũng không nạp luôn các bạn. Hiện tại thì quỹ tăng trưởng đã nạp rồi, nhưng mà một nick nạp ít mà chơi đến tầm này mình thấy rất là khủng nhá. Đặc biệt ấy là mình rất là ấn tượng với quả Q-Point của bạn này. Còn đây là Loren. Đó, thực ra thì nếu mà các bạn có những cái quả ạc mà có cái Q-Point ấn tượng hay một cái gì đó đặc biệt thì các bạn vẫn có thể gửi cho mình trực tiếp qua email này hoặc là qua cái link Discord nhá. Mình thì mình sẽ ưu tiên qua Discord hơn. Các bạn có thể ấn vào Discord ở dưới phần mô tả của tất cả video, mình đều có để link để các bạn gia nhập nhá. Khá là đơn giản thôi. Mình sẽ tinh luyện cho bạn ý là 2 món cam của cung nha các bạn. Cái này là tinh luyện một phát ăn luôn này, 75/100, tinh luyện nhanh lắm các bạn. Đó, tốn 20 triệu vàng. Bạn khá là may mắn nhá. Như vậy là 7 món cam mà đã có là 2 món ta lần rồi. Ở đây là ta lần cung nhá. Sức mạnh cung thủ 11%, ok luôn. Đó,
Tuy nhiên thì cái tài năng này bạn đã mặc cho AE, thành ra là nó còn xám nha, chứ thực ra lần đấy là ta lần cung đấy. Còn đây chúng ta có là cái găng tay để xem có một phát ăn luôn không. Ở đây thì các bạn sẽ chỉ có 11% là lên luôn thôi, còn lại khá là hên xui. Ở đây ấy, nếu mà các bạn 11% lên luôn này, nếu mà rơi vào cái ô 50% này thì thực sự rất là đen. Ô 50% này gần như là các bạn phải tinh luyện 3 lần. Đấy, tí nữa nếu mà lên 50% mình sẽ giải thích các bạn tiếp. Mình hy vọng là sẽ một phát lên luôn nha. Tinh luyện nhanh, tiếp tục. Ui, 75%, quá hên các bạn. Như vậy là sắp tới bạn này có thể là có thêm được một món talent cung ở đây, rất là may mắn các bạn. Bây giờ chỉ cần kiếm bản vẽ thôi. Quá hên luôn. Và đây mình sẽ rèn thêm cho bạn một cái mưu kế cổ xưa nữa. Cái này là cái vật phẩm các bạn có thể lấy qua cái sự kiện đập búa nhá. Cái sự kiện đập búa ấy khá là ngon. Và cái mưu kế cổ xưa này cũng là một món trang sức tím rất là tốt để các bạn đánh open field, và đặc biệt là đánh trong cái hoàng hôn hẻm núi nhá. Mình sẽ ấn rèn nhanh. Hy vọng là có talent luôn. Đây là món đầu tiên của bạn. Có. Không có gì bất ngờ các bạn, ra luôn một món mưu kế cổ xưa rèn thành công. Không ta lần nhưng mà không sao, bạn này tinh luyện như vậy là quá hên rồi. Rồi, như vậy là video review một cái nick chuyên đánh K2 K3 của mình đến đây là kết thúc rồi. Với cái số điểm kill point lớn như vậy, thật sự kể các bạn đánh K2 K3 đi nữa ấy, thì các bạn cũng phải mất rất là nhiều thời gian cũng là tăng tốc mới có thể kiếm được số lượng kill point nhiều như thế này nhá. Liệu các bạn có cho rằng nếu các bạn gặp quả nick này ở KVK2 thì có là công bằng hay không thì hãy bình luận ở phía bên dưới. Và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh, cũng như các bạn có một cái nick nào đó hay ho thì có thể theo cái hướng dẫn của mình ở cuối mỗi video để vào và nhắn tin cho mình nhá. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.